Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin phổ biến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Bản tin hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà Công tác chuẩn bị hòm phiếu phụ, con dấu đã bỏ phiếu, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, băng keo, giấy niêm phong, thùng phiếu, dung dịch khử khuẩn, túi chứa rác thải lây nhiễm. Phương tiện phòng hộ cá nhân cho thành viên tổ bầu cử tối thiểu bao gồm găng tay, khẩu trang, trang phục bảo hộ nếu có. Quy trình thực hiện Bước 1. Tại khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử trang bị phòng hộ cá nhân gồm găng tay, khẩu trang, trang phục bảo hộ nếu có. Vận chuyển hòm phiếu phụ, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, dung dịch khử khuẩn, túi đường rác thải đến nhà cử tri đang thực hiện cách ly. Bước 2. Tại nhà cử tri đang thực hiện cách ly, thành viên tổ bầu cử đặt hòm phiếu phụ tại địa điểm trong hoặc ngoài nhà ở của cử tri, đảm bảo khoảng cách với các thành viên là 2 mét. Thông báo người cách ly thực hiện quyền bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử phòng chống dịch trong bầu cử như là đeo khẩu trang, khử khuẩn tay. Thành viên tổ bầu cử hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần với cử tri. Cử tri thực hiện khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri. Thành viên tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri, phát danh sách ứng cử viên, phiếu bầu, bút, thước kẻ cho cử tri. Cử tri nhận, ghi và bỏ phiếu vào hòm phiếu, sau đó bỏ bút, thước kẻ vào túi đựng rác dành cho thành viên tổ bầu cử mang đến, giữ lại thẻ cử tri để đóng dấu. Trường hợp bút thước kẻ phải sử dụng nhiều lần thì phải xử lý khử khuẩn, lau bằng cồn 70 độ trước khi cử tri khác sử dụng. Thành viên tổ bầu cử đóng dấu đã bỏ phiếu và đưa lại thẻ cử tri cho cử tri. Kết thúc bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử tiến hành thu dọn các vật dụng có liên quan cho vào túi đựng rác thải và thực hiện khử khuẩn y tế đối với hòm phiếu và các trang thiết bị có liên quan khác. Bước 3. Sau khi khử khuẩn, thành viên tổ bầu cử vận chuyển hòm phiếu phụ đến nhà người cây đi khác để tiếp tục bỏ phiếu. Kết thúc đợt bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử tiến hành dán các vị trí hở của hòm phiếu bằng băng keo và niêm phong thùng phiếu, sau đó vận chuyển về phòng bỏ phiếu. Lưu ý, sau mỗi lần bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử đều thay găng tay. Bước 4, sau khi kết thúc bàn giao hòm phiếu, thành viên tổ bầu cử tháo bỏ phương tiện phòng hộ và xử lý theo đúng quy định, khử khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Về tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa. Quy trình thực hiện Bước 1. Tại khu vực bỏ phiếu tập trung, phòng bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử có trang bị phòng hộ cá nhân, mặc đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn. Vận chuyển hòm phiếu phụ, con dấu đã bỏ phiếu, danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút thước kẻ, băng keo, giấy niêm phong thùng phiếu, dung dịch khử khuẩn, túi đựng rác thải đến khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa. Bước 2. Tại khu vực thực hiện cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa, nhân viên tổ COVID cộng đồng trong khu vực phong tỏa được trang bị phòng hộ cá nhân như khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn, hướng dẫn người cách ly cách thức bầu cử và phòng chống dịch trong bầu cử, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, nhận, viết và bỏ phiếu bầu cử cử tri đeo khẩu trang di chuyển theo hàng một chiều dừng đúng vạch đến bàn phát phiếu bầu khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri thành viên tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri trả lại thẻ và phát phiếu bầu cử cho cử tri cử tri nhận phiếu bầu cử và thẻ cử tri di chuyển đến đọc bảng niêm yết danh sách của người ứng cử cử tri di chuyển đến bàn viết phiếu tiến hành viết phiếu bầu cử mang phiếu bầu di chuyển đến và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó bỏ bút thước kẻ vào túi đựng rác do thành viên tổ bầu cử mang đến, giữ lại thẻ cử tri để đóng dấu đã bỏ phiếu. Trường hợp bút thứ kẻ phải sử dụng nhiều lần thì phải xử lý khử khuẩn lau bằng cồn 70 độ trước khi cử tri khác sử dụng. Thành viên tổ bầu cử giám sát nhắc nhở cử tri thực hiện bầu cử an toàn theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. Thành viên tổ bầu cử đóng dấu đã bỏ phiếu và đưa lại thẻ cử tri cho cử tri. Cử tri nhận lại thẻ cử tri và di chuyển theo lối quy định về lại nhà trong khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa. Đến đây bản tin phổ biến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.